Chào các bạn, mình là Tùng Sóc Sơn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo về thiết kế với CorelDRAW. Thì là trong video hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn là thiết kế hóa đơn A5 với phần mềm CorelDRAW. Và để bắt đầu thì là các bạn khởi động phần mềm CorelDRAW của các bạn đây. Mình dùng bản X6. Thì đây là hình ảnh của hóa đơn A5. Thì mình sẽ là cùng các bạn thực hành dựa vào những cái công cụ qua 3 bài mà mình đã chia sẻ trước. Thì hôm nay đến bài này thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn làm sao để thiết kế ra được một tờ hóa đơn A5 này để gửi in. Ok, thì như các bạn quan sát thấy thì là trong hóa đơn A5 nó bao gồm những phần như sau. Thứ nhất là kích thước khổ giấy, nó là khổ A5 đấy. Thứ hai ở đây là A5 có rãnh xé đây này, có một cái rãnh xé đây. Thì khi mà mình gửi in đấy thì người ta đóng quyển, và đây thì người ta sẽ là dập rãnh xé răng cưa in hai niên carbon, một tờ bên trên, một tờ niên bên dưới. Thì một tờ mình giữ lại, còn một tờ mình xé mình đưa cho khách hàng. Thì đấy là hóa đơn A5 và bao gồm có logo này, một số những cái thông tin này đấy. Và mình sẽ là dùng cái công cụ table vẽ bảng cột đấy, thì là mình sẽ là vẽ được ra, tạo ra được những cái bảng, những cái cột như này và trình bày cái bố cục làm sao để cho nó hợp lý. Thì để bắt đầu thì là các bạn là mở phần mềm vào CorelDRAW của mình này. Thì trước khi thiết kế thì các bạn là điều chỉnh cho nó về một số thông số. Ví dụ các bạn thiết kế muốn thiết kế hóa đơn A5 thì mình chọn về cái khổ thiết kế này, A5, khổ thiết kế A5. Của thiết kế A5, kích thước của nó là 148 nhân với cả 210 đấy, mm. Thì các bạn là chỉ vào mép này, chỉ vào mép này, các bạn là kích đuốc của nó chỉ vào đúng mép các bạn nhé, mép này, kích đuốc rồi. Ok, thì các bạn chọn vào này, add page này, frame này, nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái khung đây như này, các bạn tạo được một cái khung này. Xong rồi các bạn là F4 này, các bạn là phóng to nó lên, F4 này phóng to nó lên. Rồi, ok. Thì bây giờ thì mình sẽ là trình bày lần lượt, đưa lần lượt các cái thông tin như của tờ hóa đơn vào. Thứ nhất nó bao gồm có nội dung chữ này, hóa đơn bán lẻ này, thông tin này, số điện thoại hotline này, thông tin về khách hàng này. Đấy, rồi, ok. Thì đây thì mình đã tạo ra một số những cái nội dung này. Bây giờ thì mình sẽ là copy vào thôi. Trong trình thiết kế mà để nhanh mà hiệu quả nhất thì các bạn là nên chuẩn bị sẵn những cái nội dung từ bên ngoài. Các bạn có thể là tạo ra một cái bản note này, các bạn viết sẵn nội dung, sau đến lúc các bạn chỉ cần copy vào này, copy và các bạn đưa vào phần mềm thiết kế của mình. Và đây đầu tiên thì các bạn viết chữ, copy chữ vào đây thì các bạn là chọn là chữ A này. Đấy, chọn là chữ A, công cụ text tool để viết chữ này, các bạn là chỉ vào vị trí nào các bạn muốn này, và các bạn Ctrl V cái nội dung chữ mình vừa copy. Ok, mình để tạm đây, sau mình sẽ là điều chỉnh nó sau để cho nó hợp lý hơn. Các bạn muốn copy cái chữ này nhân thêm một ra một thêm một đối tượng chữ như này nữa thì các bạn giữ Ctrl này, các bạn kéo này. Đấy. Các bạn chỉ chuột vào đối tượng nhé, chỉ chuột chọn vào công cụ pick tool này. Đấy. Đấy, các bạn chỉ chuột vào đối tượng này, chỉ chuột đối tượng nhé. Copy đối tượng là các bạn chỉ chuột vào đối tượng và giữ Ctrl, các bạn kéo xuống. Đấy. Các bạn nháy chuột trái, giữ nguyên chuột trái các bạn nhé, các bạn nháy chuột phải thì lập tức thì cái đối tượng của các bạn đã được copy thêm một đối tượng nữa, thì các bạn kéo nó gửi xuống. Thì đây mình copy thêm cái số hotline này vào, Ctrl C này. Đấy. Và lại chọn là công cụ viết chữ này, text tool này, Ctrl A để bôi đen nó này, Ctrl V để dán vào. Đấy. Và mình cho cái chữ này nó nhỏ lại, chữ này nó nhỏ lại thì mình để cỡ chữ khoảng độ 12. Đấy. Khoảng độ 12 nhé. Đó, ok, cái chữ này thì mình chuyển sang một cái phông chữ khác này. Thì các bạn có thể là dùng Tahoma hoặc là Arial phông chữ các bạn. Thôi mình chọn là mình hay dùng Roboto này. Đấy. Và mình bôi đậm cho cái chữ hóa đơn trên cùng để cho nó nổi bật nhất. Thì cái chữ hóa đơn bán lẻ này mình cho nó to lên, mình để cho nó kích thước 27. Ok. Các bạn sớ nhớ một số những cái lệnh căn hôm trước nhé, lệnh căn hôm trước để căn chỉnh các đối tượng làm sao để cho nó theo ý mình. Chọn hai đối tượng này, chọn hai đối tượng này. Muốn căn hết nó sang bên phải thì các bạn bấm phím R. Đã. Mình điều chỉnh nó dịch lên một chút.
và mình muốn cái cho cái chữ hotline này nó dài bằng cái chữ hóa đơn bán lẻ này, thì mình sẽ kích vào chữ hóa đơn này. Đây các bạn nhìn này, thì mình sẽ là copy luôn cái độ dài của kích thước chữ trên và mình chọn dưới chữ dưới này mà mình dán lại, lại điền lại cái thông số đấy để cho hai kích thước này chữ này nó dài bằng nhau đấy, như này các bạn đã có một cái chữ dài bằng nhau rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái đường răng cưa ở bên trên, tạo cho nó một cái đường răng cưa bằng cách là mình vào cái công cụ này. Đấy. Các công cụ vẽ hình này các bạn nhé, nhé vẽ hình này, xong mình chọn vào công cụ này 2.9 này, vẽ một đường thẳng này. Đấy. Các bạn muốn điền kích thước cho nó thì các bạn là chọn đây, kích thước được, chiều dài của nó là 148, các bạn có thể copy kích thước này và các bạn chọn vào cái đường thẳng này, chọn cho nó là 148. Đấy. Và các bạn chọn vào đây, chọn đây đấy, để cho tạo cho nó những cái đường nét đứt, tạo cho nó những cái đường nét đứt. Rồi bây giờ các bạn là căn nó ra giữa này, xây căn ra giữa và các bạn điều chỉnh một chút làm sao để cho nó hợp lý. Ok, bây giờ một số những cái thông tin tiếp theo mình sẽ copy thêm đối tượng nhé. Các bạn là giữ chuột trái, các bạn kéo xuống và các bạn nháy chuột phải thì các bạn sẽ copy được thêm một đối tượng. Giờ mình sẽ copy thêm cái đối tượng này vào, chọn A các bạn nhé, click tool nhé. Rồi mình đã Ctrl A, Ctrl V để dán chữ vào. Đấy. Thì cái cỡ chữ này thì các bạn để cho nó khoảng độ 10 thôi, không cần to quá. 10. 10. Rồi, ok. Thì nhìn như này thì là chữ đó. Các bạn muốn phóng to là các bạn làm việc dễ thì các bạn F2 nhé, F2 các bạn kéo kéo cái vùng làm việc là các bạn muốn phóng to lên thì các bạn sẽ được một vùng làm việc nó to. Thì những cái bạn nhìn thấy này, cái chữ này thì nó các dòng chữ này nó sát vào nhau. Bây giờ mình muốn là cho nó giãn ra nhìn cho nó dễ thì các bạn chọn là công cụ này. Đấy, công cụ chỉnh sửa này nhé, các bạn kích vào chọn đây thì lập tức thì cái dòng text của mình nó hiện ra mũi tên hai chiều. Đấy, cái mũi tên bên này để các bạn là kéo giãn chữ, đấy, giãn chữ như này, hoặc là giãn chữ xuống bên dưới thì các bạn kéo như này. Đấy. Đấy là dán chữ như nào cho nó hợp lý. Ok, mình nhìn lại cái bảng này một chút này, đấy, dán như nào cho nó hợp lý thì thôi. Ok, dán tầm này rồi. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ để cho nó những cái dòng kẻ, thì mình lấy luôn cái dòng này chẳng hạn, mình copy cái dòng này, hoặc là các bạn vào công cụ freehand này nhé, đây, hai point này nhé, các bạn vẽ một đường thẳng cho nó, bạn zoom to này, F2 này, phóng to lên này, đấy, các bạn chọn công cụ này. Vẽ đường thẳng, đây mình đặt đường thẳng từ đây, giữ shift để kéo thẳng các bạn nhé, giữ shift để kéo thẳng. Đấy. Rồi, ok, bây giờ tạo cho nó một cái đường nét đứt bằng cách là bạn chọn vào trên cái thanh option, thanh tùy chọn trên này, và công cụ vẽ hình này, rồi các bạn chọn cho nó một cái đường nét đứt. Rồi, ok, thì cái đường nét đứt này các bạn chọn vào này để các bạn là căn hết nó về bên phải các bạn nhé, chọn đây, chọn một cái đối tượng bên trên các bạn muốn căn và các bạn bấm phím R để căn hết là sang bên phải. Ok, thì bây giờ các bạn lại copy cái dòng này. Copy cái dòng này nhé. Các bạn lại giữ giữ chuột trái này và giữ Ctrl. Đấy, giữ chuột trái và giữ Ctrl để cho nó kéo cho nó thẳng hàng, nó không bị mất. Đấy, rồi các bạn thẳng này. Thả đúng bằng cái dấu chấm này nhé, cho nó căn. Chuột phải để copy thêm đối tượng. Và các bạn kéo cái điểm này cho nó dịch vào. Đấy. Và cứ như thế các bạn lại tiếp tục copy thêm đối tượng nữa. Giữ Ctrl kéo này, lại xuống dưới và nháy giữ chuột trái kéo nha, giữ Ctrl và giữ chuột trái, giữ nguyên chuột trái kéo và nháy chuột phải để copy thêm một đối tượng. Ok, bây giờ các bạn lại kéo cái đường này ra cho nó dài ra. Đấy. Đấy, các bạn là có thể là cho nó dịch lên một chút và cứ thế tiếp tục các bạn tạo thêm những cái đường cho nó, những cái đường thẳng. Rồi, ok, F4 này phóng to toàn màn hình nhỉ. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ đưa thêm cái logo vào. Đây là cái logo mình đã thiết kế sẵn. Đây mình đưa thẳng cái logo vào. Và các bạn để. Đấy, để vị trí nào cho hợp lý. Đấy, mình để tạm thời như thế. Bây giờ đến phần tiếp theo là các bạn là tạo bảng. Đấy, tạo ra bảng. Thì bây giờ các bạn đếm này. Nó bao gồm có 1, 2, 3, 4, 5 cột. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11 cột, 5 dòng à, 5, 5, 5 cột và 11 dòng. Rồi, ok, thì quay lại phần mềm thì các bạn chọn vào công cụ tạo biểu bản này. Đây các bạn nhé, Table Tool này, các bạn chọn là Table Tool này. Thì các bạn kích chọn mà muốn tạo bảng này. Đấy, thì các bạn kích vào Table Tool. Và các bạn nhìn trên thanh tùy chọn này. Đây nó bao gồm những cái thông số hỗ trợ các bạn này. Thì các bạn điền vào những thông số. Đây là các bạn là tạo dòng này. Ví dụ như mình muốn tạo là 11 dòng, 11 dòng. Còn đây là cột này. Mình muốn tạo cho nó 5 cột. Đấy, thì khi điền xong các bạn Enter. Và nó được ra như này thì các bạn giữ chuột các bạn kéo. Kéo tới vị trí nào mà các bạn muốn nhé. Mình kéo tới vị trí này. Đấy, mình kéo tới vị trí này. Ok, mình thả tay ra. Đấy. Và bây giờ mình sẽ là điều chỉnh lại cái bảng này. Cột thứ tự thì nó chỉ cần nhỏ thôi. Đến cột tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh kéo các cái cột này theo cái kích thước và ý muốn của mình. Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ kéo nhé. Các bạn chọn là bảng này. Các bạn chọn là công cụ Sharp Tool này, chỉnh sửa, viết tắt là F10 này. Ok, thì lúc này các bạn là chỉ vào cái dòng này, các bạn kéo. Đấy, kéo nhé. Cột thứ tự chỉ cần nhỏ thôi. Đấy, xong cột đến tên sản phẩm này. Đấy, xong cột số lượng cũng chỉ cần nhỏ thôi. Đấy, số lượng này. Đấy, đơn giá thành tiền các cái. Xong cái này để. Đấy, đơn giá thành tiền, số lượng, tên sản phẩm. Rồi, ok, tạm thời mình để như thế. Thì bây giờ thì mình sẽ là viết vào đây. Thứ nhất là số thứ tự, số thứ tự, mình viết chữ ra ngoài nhé. Thì các bạn là cho nó kích thước nó khoảng độ 10. Ok, các bạn viết này, số thứ tự. Rồi thì các bạn chuyển nó về một cái phông chữ như các bạn mong muốn, số thứ tự này. Đấy, các chữ còn lại 10, các bạn đưa nó vào giữa đây. Đấy. Và các bạn này tiếp tục là copy thêm cái đối tượng này. Đấy, chuột phải này. Đấy, và các bạn tiếp tục viết này. Tên sản phẩm. Tên sản phẩm, xem lại xem viết này. Tên sản phẩm, số lượng đơn giá thành tiền. Tên sản phẩm, rồi ok. Đấy, các bạn giữ Ctrl để kéo cho nó thẳng nhé. Đấy. Sau bên này lại nhân tiếp đối tượng này. Số lượng add chấm lượng này cho nó rút ngắn này. Số lượng đơn giá thành tiền, copy tiếp đối tượng này. Đơn giá tiếp tục này, thành tiền này. Rồi, ok. Đấy, thì những cái chữ này các bạn là có thể bôi đậm nó lên bằng cách các bạn là chọn vào chữ này, xong các bạn B để bôi đậm nó lên. Đấy, bôi đậm nó lên hoặc là không tùy theo ý muốn thiết kế của bạn. Thì ở ô dưới này, ở dưới này thì mình sẽ phải xóa bớt những cái ô đi bằng cách là mình chọn đây. Đây mình tiếp tục mình chọn vào các cái ô này. Và để hợp nhất các cái ô này thành một thì các bạn là làm như sau. Đây, các bạn kích vào đây. Combine này, keo này, Ctrl M này, kích. Thì là các ô này của bạn đã được hợp nhất thành một. Thì bây giờ mình F2 mình phóng to lên cho dễ nhìn nhé. Bây giờ các bạn viết chữ là nhờ theo như cái file bên kia tổng tổng thanh toán này. Thanh toán này. Cỡ chữ của nó là 10 cho nó đồng nhất với nhau. Và mình bôi đậm này. Đậm nhỏ thêm chữ 2 chấm nữa. Ok. Và mình để ở đây. Rồi mình xuống dưới này, số tiền bằng chữ, mình chọn đối tượng này nhé để căn nó cùng với cái bảng này, căn hết ra sang bên trái cho nó đều, thành tiền này, tiền này. Cái chữ bằng chữ chữ này hoặc hai chấm, mình cho nó bình thường nó không cần đợi động. Bây giờ mình kẻ cho nó một cái dòng này thì mình các bạn vào đây nhé. Đấy, chọn vào hai point này. Đấy, các bạn vẽ cho nó một đường thẳng, giữ shift để kéo cho nó thẳng các bạn nhé. Rồi, ok, bây giờ các bạn chọn nó một cái đường nét đứt. Rồi
Đấy, các bạn chọn cái đường này với cả cái bảng này, và các bạn bấm phím R để cho nó căng sang bên phải để cho nó đều. Và bây giờ các bạn là kéo cái dòng này xuống, nhân thêm một cái dòng này nữa. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ viết thêm là ngày tháng. Chọn là text box ngày tháng năm ngày tháng này. Năm này 2010 mình ghi là 2001 thôi, gọi này căn này. Đấy. Mình ghi là 2001 thôi, thì là ví dụ như là năm này là năm 16, mình viết là 2016, nếu mà in nhiều chẳng hạn thì là sang năm thì sẽ không không tận dụng được nữa. Đấy, sang năm thì nó sẽ thành 2017, thì mình lại phải sửa lên thế này xấu. Với thà mình cứ để là 2001 thì 16 thì mình điền 6, còn 7 thì sang năm thì mình điền là 7. Thì mình cho nó rồi. Thì mình kéo xuống dòng nữa. Mình viết là người bán hàng. Người bán hàng. Cho bỏ nghiêng bôi đậm cho nó này. Hãy căn hai cái đối tượng này. Căn chữ người bán hàng này ra giữa chữ ngày tháng năm này cho nó đẹp. Các bạn chọn rồi chữ người bán hàng nhé. Xong rồi giữ control này. À, giữ 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 shift này để chọn đối tượng ở trên này. Đối tượng có muốn căn giữa các bạn bạn bấm phím C để căn giữa này. Rồi, ok. Thì sang bên này thì mình viết thêm chữ là à. Chúc các bạn hoàn miệng em hiểu bên mẫu mẫu bên này. Rồi. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Rồi, ok, chúc quý khách ăn ngon miệng. Mình biết biết rồi đây. Rồi, mình khôi lại, mình kiểm tra lại nó còn là gì nữa không. Chúc quý khách ăn ngon miệng này. À, chữ thành tiền. Rồi, ok, mình quay lại sát vào nữa. Mình cho chữ này nó nghiêng đi, cho thêm dấu chấm cả. Rồi, ok, và mình F4 lại toàn bộ để mình quan sát. Rồi, ok. Thì đấy, một với những cái thao tác đơn giản kết hợp với các công cụ với nhau vừa xong, thì mình đã hướng dẫn các bạn là thiết kế được một cái hóa đơn A5. Đấy. Rồi, các bạn xuất nó ra, các bạn là Ctrl E, các bạn Ctrl E để các bạn xuất nó ra. Rồi, ok, thì các bạn là đặt tên cho nó hóa đơn A5, hóa đơn A5, và các bạn là import nó ra. Ok, thì các bạn đã xuất được một file ảnh này. Ok như này, các bạn chuyển về đơn vị đo là pixel, điều chỉnh kích thước cho nó dễ. Thì để với file ảnh các bạn nhìn này, thì các bạn là để kích thước nó vừa phải thôi, ví dụ như là 1280 chẳng hạn. Cái số lượng luôn này các bạn để 72 này, xem trên web hoặc xem trên máy tính để cho nó nét thì các bạn để là 150. Đấy, thì các bạn để cho kích thước là to chứ khi mà mình xem ở trên máy tính của mình hay là gửi cho khách hàng xem thì nhìn nó sẽ nét hơn, mình để là 1280. Một hai tám mươi rồi, ok chọn ok, và mình sẽ ra mình xem mang cái file ảnh, ra mình xem file ảnh đây, hóa đơn A5 đây mình vừa viết đây. Rồi, ok, đây là cái mẫu thiết kế cuối cùng. Đấy, tùy theo thì mình có thể là điều chỉnh à, những cái này lên cao hay những cái chi tiết nào thì nó phù hợp ứng ý nhất. Thì là vừa xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thiết kế xong hóa đơn A5 với phần mềm Corel Draw, thì là thông qua một số bước cơ bản như thế. Và để mà lưu file gốc thì các bạn là chọn là file này, các bạn là chọn vào save as này để lưu lại file gốc. Đấy, lưu lại file gốc, các bạn muốn lưu là file gì thì các bạn lưu, mình lưu là hóa đơn A5, hóa đơn A5. Đấy, xong mình lưu lại để lần sau thì mình còn điều chỉnh, khi khách hàng không ưng ý thì mình sẽ là kiểm tra lại, mở lại file và mình điều chỉnh đến bao giờ khách hàng ưng ý thì thôi. Thì video hướng dẫn thiết kế hóa đơn A5 của mình hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích, hãy giúp mình chia sẻ tới bạn bè các bạn, và đừng quên đăng ký theo dõi kênh của mình để luôn được cập nhật những video mới nhất. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video.